Triệu Tuấn Phong nguyên là vô địch trẻ quốc gia Latin. Nhà của Tuấn Phong đối diện Tháp Rùa, ok? Và bạn nhảy vừa mới ghép chiều nay là Hồng Anh, nhà ở tận Thác Bản Dốc, Cao Bằng. Ok, và các bạn sẽ trình diễn vũ điệu vô cùng lãng mạn, vũ điệu rumba. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adore it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses, so distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off on the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancing was killing me softly. I needed to. Wow, đứa hoa, mọi người thấy nào ạ? Vừa ghép chiều nay xong đấy ạ. Cam đoan luôn, ok. Vâng, và chúng ta cùng gặp lại nhà vô địch SEA Games Trung Kiên và Hồng Anh trong vũ điệu mà họ đã đặt huy chương vàng SEA Games 31 tại Việt Nam. Rumba. Woo. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, but fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. Vâng, rewrite the star. Và xin mời tất cả các cặp nhảy của Siki Team cùng các đội tuyển xin mời ra sàn. Chúng ta cùng nhảy điệu nhảy tập thể. Các bạn đứng ở các góc nhá, để giao lưu với các cô chú, các câu lạc bộ nhá, đứng gần vào.